tiếng trái mua skin nha quý bà con. Thấy nó tầm khoảng hộp gà này nè, là bắt đầu giai đoạn này nó sẽ có một sự cạnh tranh dinh dưỡng rất là nhiều. Thì chính vì vậy quý bà con chúng ta cung cấp đầy đủ cái dinh dưỡng ở dưới gốc cũng như là dinh dưỡng qua trái, đặc biệt là giai đoạn này nó sẽ xuất hiện sâu cũng như diệt sáp. Nhưng mà đối với cái giống sầu riêng Musikin này nó cũng có nhưng mà rất là ít. Thì giai đoạn này quý bà con chúng ta sẽ tập trung em là cái vấn đề tiễn trái. Thì trong một cái nhánh như vậy rồi nó đủ cái từ đến 2 đến 3 chùm, rồi sau đó trong một chùm như thế này thì nó quý bà con chúng ta sẽ đếm cái lượng trái của cây này lực bao nhiêu, rồi mỗi chùm như vậy quý bà con chúng ta để bao nhiêu, rồi quý bà con chúng ta sẽ cân đối, thì từ đó quý bà con chúng ta sẽ tiễn sao cho nó phù hợp. Thì như cái cây này thì nó phân bổ là hầu hết là đều tất cả các nhánh luôn. Thì chính vì vậy thì quý bà con mỗi chùm như thế này, quý bà con chúng ta lấy cái em từ 1 đến 2 quả thì quý bà con chúng ta sẽ tiễn bỏ. Đầu tiên là những cái trái méo và những cái trái mà nó bị giật học và những cái trái nhỏ nó không cạnh tranh dinh dưỡng lại, quý bà con chúng ta sẽ tiễn như này nè. Quý bà con thấy nó bắt đầu nó những cái trái nhỏ bên trong nó không hút lại, nó tự buông nè. Sát bên đây nó có một trái nè, nó tự buông nữa quý bà con không? Nên thì chính vì vậy thì con chúng ta xác định sớm được là cái lực nuôi cái cây bao nhiêu, thì từ đó rồi con chúng ta sẽ để cái lượng trái sao cho nó vừa đủ. Như con thấy cái chùm này rất là đều và rất là đẹp. Đây xuống như này nè, đây là trái méo nè, trái nhỏ nè, như con chúng ta sẽ bỏ. Đây chùm này cũng vậy luôn, thì con chúng ta sẽ bỏ cho em. Thì bây giờ con chúng ta cần tư vấn hỗ trợ kỹ thuật các vấn đề liên quan đến sầu riêng, hãy liên hệ em hoặc là các anh em kỹ thuật của công ty Kiến Hoàng Hà Đô để được hỗ trợ.